Hai con máy này là mình đã từng chạy qua. Đó, Abu Garcia Mark X đó, và con Daiwa CC. Daiwa CC thì hiện giờ mình đang xài. À, con này thì mình xài trước đó, nhưng mà sau đó là mình để lại cho một người em. Rồi. Thì cái trải nghiệm trên hai con máy này thì tương đồng với nhau. Ha, chỉ có khác biệt nhau đó là chính là cái bỏ qua cái màu sắc nha. Thì đó chính là mình thích cái con này ở cái âm thanh của nút bấm rất là chắc cú ha, chắc cơ khí, con này nó mềm hơn. À, thì nghe âm thanh là anh em thấy con này cơ khí hơn không, con này mềm hơn xíu. Giá con này là 1,4 triệu, à, con kia thì là 1,5 triệu, mắc hơn 100 ngàn. 100 ngàn đó thì mình nghĩ là nó chạy vô trong cái bạc đạn anh em. À, con này 5 cộng 1, còn con này 4 cộng 1. 4 cộng 1 ha. Thì con này mặc dù cái body nhỏ hơn cái con kia một chút. Đó, nhỏ hơn chút nè. Ha, cầm trên tay cái tự động biết. Không? Đó. Nhưng mà nó lại có cái market là hơn cái con kia 200 gram. Con này là 7 kg, con kia 6,8 kg. À, cân nặng thì con kia lại nặng hơn con này 15 gram. Con này 195 gram, con kia là 210 ha. Đồ mượt thì đời xem với nhau ha. Market thì cá Việt Nam thì những con này dư sức chấp anh em. Đó. À, chỉ còn lại là cái giá khác nhau một chút xíu. Rồi anh em chọn thì tùy sở thích thôi. Ví dụ như tươi tắn trẻ trung thì anh em sử dụng con mắc ít lầm lầm lì lì một khối nặng chị y thì anh em sử dụng con Daiwa CC. À, thì ngoài ra nó không có cái gì gọi là vượt trội hơn hẳn đâu ha. Thằng này thì núm nè, núm chữ T, còn thằng này thì cái núm nó to hơn. À, lúc anh em chụp vô nó có cái cảm giác phản ứng nó hơi nhanh hơn chút ha, màu đỏ đỏ bun đỏ sùi. Con này thì mình thường xuyên mà quýnh con nhái cỡ 6 đến 7 gram á, thì mình cũng để cái mức thắng mức này nè, mức này ít ít gói, quýnh thoải mái cơ thể nè, không có lo lắng. Thì con này cũng vậy thôi đó, mình thường xuyên để mức này ha. Abu Garcia, một thằng sơn bóng, à, đen bóng, một thằng đen sùi. Đây, thằng này đen sùi, con này là mình đang xài. À, đây qua thì nó làm cái logo đơn giản lắm đó, chỉ vậy thôi. Còn này thì nó nổi bật lên, bóng có những đường cong nữa ha. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0917 161 979 ha. Mình nghĩ đây là cái con máy mà cái mức giá dễ chấp nhận nhất. À, thì bên Shimano nó cũng có một con nữa anh em, đó chính là con Bách T và con Kai-Uz. Nhưng mà những cái dòng đó thì bây giờ nó về rất là ít. Đó, thậm chí 3 4 lần mình thấy là chưa có xuất hiện ha, không biết vài năm nữa nó có nâng cấp lên không hay là gì đó, nhưng mà hiện giờ khoảng 3 4 lần hàng rồi đó mình không có thấy nó ha. Thì Shimano, Daiwa với lại là Abu, nó có cái dòng rất là cơ bản đó. Đây 1,000 triệu mấy, rất là dễ chơi. À, con này thì đi chung với cây Elo đẹp nè. À, con này đi chung với cây Horai, à, đẹp luôn. Rồi, rồi bye bye anh em ha.